Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả thân thương, thương đang theo dõi và lắng nghe kênh đọc truyện Bùi Phố. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Vậy là câu chuyện Cô vợ đào hoa của tác giả Phương Bi cũng đã sắp khép lại. Sau khi bà Liên, mẹ của Thanh phát hiện ra chuyện tình cảm giữa Lệ và Thanh, thì bà đã đuổi Lệ ra khỏi nhà và đã khước từ cô. Vậy những diễn biến tiếp theo về chuyện tình cảm giữa Lệ và Thanh sẽ ra sao? liệu hai người họ còn cơ hội nào có thể bên nhau hay không xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục đồng hành cùng với quỳnh để theo dõi phần tiếp theo và cũng là phần kết của câu chuyện lệ vừa khóc vừa kéo vali ra khỏi nhà bắt xe ra sân bay mua vé để vào lại ký túc xá nghĩ đến mẹ cô lại khóc lệ cầm theo di ảnh của mẹ và òa khóc như một đứa trẻ đáng lẽ thứ tình cảm này không nên có nhưng vì cô tham lam nên vẫn muốn ở bên anh vậy nên mới xảy ra cơ sự như ngày hôm nay mặc dù lệ bị bà liên đuổi ra khỏi nhà nhưng cô không bao giờ oán trách bà vì bà đã có công ơn nuôi dưỡng cô trước khi lên máy bay lệ nhắn tin cho anh để không bất ngờ khi cô không có ở nhà anh ở quê thăm họ hàng cùng mọi người chơi vui vẻ nhé em có việc nên phải đi gấp nhắn tin xong cho anh cô lau nước mắt bước lên máy bay ở đây cô lại gặp vinh nhưng anh ta không ngồi ghế gần cô sau đó xuống máy bay cô cố đi xuống nhanh hơn để không bị người quen phát hiện mình đang khóc nhưng lệ đứng mãi vẫn không bắt được xe. Vinh đã đặt xe taxi từ trước, nên xe của anh ta đến. Vinh hỏi cô. Đi cùng không? Lệ khẽ gật đầu rồi lên xe. Thấy mắt cô sừng hấp, Vinh nhìn nhưng anh ta không hỏi chuyện, chỉ đưa khăn giấy ướt cho cô. Xe taxi dừng lại trước cổng chung cư. Vinh hỏi cô. Đến nơi rồi. Lúc này Lệ như muốn cục ngã, không nghe ra anh ta nói gì cho đến khi Vinh vỗ vào vai cô mấy lần Thì Lệ mới lấy lại được bình tĩnh Đến nơi rồi Xuống xe thôi Cô ổn chứ Lệ lẫn thẫn xuống xe Thấy cô không ổn Nên Vinh liền sách hành lý Mang lên nhà giúp cô Anh có thể giúp tôi dọn nhà được hay không Sao lại dọn đồ Dọn đi đâu Cho tôi ở nhờ nhà anh mấy hôm có được không Tôi không có chỗ để đi nữa bây giờ tôi cũng không biết phải đi đâu cả thôi nào lớn rồi đừng giận dỗi nữa vài hôm nữa bạn trai của cô và cô lại làm lành thôi cô nghỉ ngơi đi tôi về đây tôi xin anh hãy giúp tôi thôi bây giờ tâm lý của cô không ổn định cô cố gắng nghỉ ngơi tí nữa sẽ bình tĩnh lệ lấy tay lau nước mắt của mình và nói bây giờ chính là lúc mà tôi tỉnh táo nhất Xin anh hãy giúp tôi đi Bởi vì anh ấy là chú của tôi Vinh đang bước vài bước ra phía cửa Nghe thấy Lệ nói anh ấy là chú của tôi Thì bóng dừng lại Vinh quay người đầy ngạc nhiên và hỏi lại cô Cô yêu chú của mình sao? Ba tôi mất sớm Năm tôi 6 tuổi Mẹ tôi tái giá Tôi theo mẹ cùng về nhà chồng Chú đấy là em ruột của chồng mẹ tôi Vinh nghe chuyện Thấy có vẻ hơi rối não Anh ta lại hỏi Vậy Anh ta là em của bố dưỡng cô sao Đúng vậy Năm tôi 7 tuổi Mẹ tôi và bố dưỡng tôi Không may bị tai nạn giao thông Nên đã qua đời Lúc ấy tôi tưởng Mình sẽ bị đưa đến cô nhi viện Thì bà nội tôi Chính là mẹ của bố dưỡng Đã để tôi ở lại Bà đã chăm sóc nuôi dưỡng tôi học hành. Nhưng sau khi bà biết tôi và chú yêu nhau, bà đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Và tôi cũng đã hứa với bà sẽ không bao giờ để chú tìm được tôi nữa. Vậy nên tôi mong anh hãy giúp tôi. Xin anh. Vinh nghe câu chuyện đáng thương, đầy rắc rối của Lệ. Vậy nên lòng trắc ẩn nổi lên, anh ta quyết định giúp cô. Giúp Lệ dọn đồ lên xe, chuyển đến nhà của mình. Thành về nhà, nhận được tin nhắn của lệ cũng có chút hụt hẫn vì vừa bên nhau mấy ngày mà lệ lại ra đi bà liên đã gọi ngọc xuống nên cô ta cũng đến sớm hơn lịch làm ngọc đến bà liên lại bảo thanh đưa ngọc lên chùa cùng đi lễ đầu năm ngọc nhìn thấy ở dưới cổng chùa người bán chiếc vòng giống của thanh liền mua một cái những ngày sau đó thanh có nhắn tin cho lệ nhưng cô chỉ nhắn lại bảo mình dạo này bận quá giải quyết xong công việc sẽ trốn học về nhà nghe cô nói như vậy thanh cũng mừng anh tin lời cô luôn mong chờ cô giải quyết công việc nhanh chóng ngọc lên trường bảo lưu kết quả học tập của mình để có cơ hội quay lại đây học tiếp vinh hỏi cô cô định đi đâu tôi không biết nhưng không phải thành phố này vì chắc chắn anh ấy sẽ đi tìm tôi cô đến thành phố khác Liệu cuộc sống có tốt không? Cô bây giờ bỏ học rồi, chỉ có bằng cấp 3. Liệu kiếm việc có dễ hay không? Có thể cô có năng lực, nhưng không có bằng cấp. Liệu người ta có trả tiền lương cao cho cô hay không? Cô ở lại đây đi. Tôi sẽ tính rẻ tiền thuê nhà cho cô. Nhưng tôi sợ làm phiền đến anh. Tôi không kêu phiền, thì sao cô phải thấy phiền? Nhưng tôi sợ anh ấy sẽ đến công ty tìm Thì tạm thời cô cứ ở nhà mà dịch tài liệu Khi nào anh ta đến công ty tôi bảo cô nghỉ việc rồi Như vậy có được không? Giờ cô cũng đâu có còn chỗ nào để đi nữa Cảm ơn anh Ơn Huệ gì? Cô ở nhà tôi thì phải trả tiền và làm việc giúp tôi Nghe Vinh nói như vậy cô liền mỉm cười rồi đi vào phòng Sắp xếp lại đồ đạc cho riêng mình lệ cầm dưới ảnh của mẹ trên tay rồi mỉm cười trong nước mắt con xin lỗi mẹ con đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mẹ nhưng con biết mẹ yêu thương con mẹ sẽ tha thứ cho con phải không mẹ đang khóc thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa vinh gọi cô ra ăn cơm lệ cố nuốt cơm cho phải phép lịch sự chứ thật sự cô không muốn ăn tí nào cả ăn cơm xong lệ quyết định làm một việc mà khiến thanh sẽ rất đau lòng Cô nhắn tin cho anh. Mình chia tay nhé. Em xin lỗi vì em đã có người khác. Lúc quen anh, em cũng đang quen anh ấy, chỉ là anh ấy bên nước ngoài nên anh không biết thôi. Nhưng bây giờ anh ấy về Việt Nam đón em, em sẽ cùng anh ấy ra nước ngoài sinh sống. Tạm biệt anh. Nhắn tin xong, cô liền vứt luôn cả sim. Thành nhận được tin nhắn của lệ thì vô cùng bất ngờ anh không tin đây là sự thật nên vội vàng gọi lại nhưng nhận được toàn thuê bao thanh bực mình ném điện thoại xuống đất và nói không lệ nói dối không thể như thế được tại sao tại sao lệ lại dám làm như vậy với anh thanh thấy đau thắt ruột can anh đấm một phát thật mạnh vào tường đến nỗi bàn tay anh thâm tím lại thanh không thể chấp nhận được sự thật này anh không thể tin Lệ là người như vậy Cô ấy không thể bỏ anh đi theo người khác Thành như phát điên Anh mua vé máy bay Bay vào trong Nam tìm cô Anh đến căn hộ chung cư Nhưng cô đã dọn đi Anh gõ cửa từng nhà hàng xóm Để hỏi họ xem có gặp cô hay không Họ đều nói là không biết Duy chỉ có một người nói Nhìn thấy cô Anh tràn trề hy vọng Nhưng hy vọng của anh Nhanh chóng bị chập tắt Bởi những lời họ nói ra tôi gặp cô ta đi cùng một chàng trai đeo kính họ mang theo rất nhiều đồ đạc kiểu như chuyển nhà vậy đó nghe xong anh như chết lặng rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra với anh vậy anh chán nản bước vào căn hộ chung cư anh ngã quỵ trong đau đớn rồi anh ngồi vất vưởng một xó và hét lên lệ em đang ở đâu sau một hồi mất bình tĩnh anh dần trấn tĩnh trở lại anh nghĩ mình nên đến trường tìm cô Chỉ tiếc là anh đã đến muộn một bước Anh đi đến văn phòng khoa của trường để hỏi Cô ơi, cô cho tôi gặp bạn sinh viên Tên Hà Lệ Lệ Tôi là người nhà của bạn ấy Bây giờ gia đình tôi có việc cấp Cô văn thư Nghe cái tên này quen quen Liền tra lại hồ sơ và nói Đúng rồi Cách đây mấy ngày bạn Lệ bảo gia đình có việc Nên xin bảo lưu kết quả rồi mà Thành chán nản nhưng anh vẫn không bỏ cuộc anh lên ký túc xá nữ tìm cô cả hội thấy anh lên thì vô cùng bất ngờ yến lại gần hỏi thăm anh thanh anh sao vậy trông anh mệt mỏi vậy em em có gặp lệ hay không từ ngày nói chuyện khỏi ký túc xá bọn em ít khi gặp nhau lắm à để em hỏi cái thảo nó học cùng lớp với lệ xem sao thảo thấy yến nhắc tên mình thì bảo cái lệ nó nghỉ học rồi yến có vẻ bất ngờ hỏi lại nghĩ rồi sao thanh thất vọng trả lời ừ anh lên khoa thấy họ bảo lệ nghỉ rồi bây giờ anh không biết phải tìm lệ ở đâu con này là nhỉ sao tự chưng lại nghỉ học hay anh đến công ty nó xem sao đúng rồi cảm ơn em nhé thanh lại thất thần bắt xe đến công ty lệ làm thêm thanh gặp được giám đốc vinh mặc dù rất mệt nhưng anh vẫn cố hất hải chạy lên công ty để hỏi vinh nhìn thanh mặc dù anh biết thừa thanh đến đây làm gì nhưng vẫn giả bộ hỏi anh tìm ai xin hỏi cô lệ lệ còn làm ở đây không ạ à? từ tết ra cô ấy xin nghỉ rồi vậy anh có biết cô ấy đi đâu hay không tôi không biết nhưng nghe nói là đi nước ngoài cùng bạn trai tôi mới là bạn trai của cô ấy cơ mà có khi nào có chuyện gì xảy ra với cô ấy hay không tôi không biết nhưng cô ta nói tiếng anh tốt như vậy sang nước ngoài cùng bạn trai là điều dễ hiểu có thể anh ta tốt hơn anh anh ta bảo vệ được cô ấy trước gia đình anh nói vậy là sao à tôi đoán lung tung thôi chứ tôi không biết đâu tôi đâu rảnh để quan tâm đến đời sống nhân viên thôi anh đi về đi chúng tôi còn phải làm việc thanh lại thức thần đi về anh đi hỏi thăm tất cả những người quen bạn bè của Lệ nhưng không được. Chán nản, anh mua vé máy bay, bay về. Vinh hôm nay đi làm về, mang một tập tài liệu bảo cô. Cô dịch nhanh nhé. Vâng, thưa sếp. À, mà chú nhỏ của cô đến công ty tìm cô đó. Vậy, anh nói sao? Nói như cô dặn chứ sao? Cảm ơn anh. Lệ cầm tệp tài liệu mang vào phòng Mà lòng đầy rối bời Không ngờ anh đã đi tìm cô Chắc anh sẽ thất vọng lắm đây Chắc anh cũng buồn và đau lắm Lệ hy vọng anh vượt qua được nỗi đau này Và tìm được người con gái tốt hơn cô Thành trở về Trong trạng thái đầy căm hận Tại sao Lệ lại bỏ rơi anh một lần nữa Rõ ràng là cả hai Đang rất yêu nhau cơ mà Chẳng lẽ yêu xa Nên cô đã cấm sừng anh từ lâu Rốt cuộc, người đàn ông ấy là ai mà khiến cô bỏ tất cả để theo anh ta? Hàng trăm câu hỏi trong anh không có đáp án. Anh hận cô, cô dám trêu đùa với tình cảm của anh. Thanh cười trong nước mắt và nói, "Không ngờ, mình đã 30 tuổi mà vẫn bị con nhỏ 20 đó lừa." Thanh tự hứa với bản thân mình, khi xuống sân bay sẽ không bao giờ quay lại thành phố đau khổ này nữa cô đã nhẫn tâm như vậy thì từ nay anh sẽ vứt hết ký ức về cô. sau đó anh nhếch mép cười nhạt một cái rồi châm điếu thuốc lên hút. sau khi cho anh từ bỏ hết hy vọng, cô vẫn nhốt mình trong phòng chưa dám ra khỏi nhà. một thời gian sau, lệ cảm thấy bản thân đã tốt hơn nên đến công ty làm việc. hùng thấy cô và binh thân thiết cũng rất thắc mắc. lệ không còn đi học nữa nên cô đi làm thường xuyên hơn dạo này cô thấy mệt mỏi quá có lẽ là do làm nhiều quá vinh thấy cô dạo này cày gò xanh xao hơn nên mua nhiều đồ ăn lệ đang nấu cơm dưới bếp thấy anh ta mua rất nhiều đồ ăn liền thắc mắc hỏi sao anh mua nhiều đồ vậy để tẩm bổ cho cô chứ tôi không muốn mang tiếng là ngược đãi khách thuê nhà cảm ơn anh anh quả là một người chủ nhà tốt bụng Vậy thì cố gắng hoàn thành chỉ tiêu cho tôi. Vâng, thưa sếp. Vừa khen được anh câu, anh lại bắt tôi làm việc rồi. Thôi cô nấu ăn nhanh lên, tôi đói bụng rồi. Nói xong, Vinh bỏ lên phòng bật tivi xem. Hôm nay Hùng mang tài liệu qua nhà cho Vinh. Như thường lệ, Vinh quên mất sự có mặt của Lệ ở nhà nên anh vô tư mở cửa. Hùng đi vào nhìn thấy đồ dép của phụ nữ trước nhà Vinh, liền hỏi. Nhà cậu có khách à? không? Vậy cậu có bạn gái rồi sao? Ghê nhỉ, đã dẫn về ở chung cư rồi cơ à? Câu nói của Hùng khiến Vinh táo hỏa, anh vội nhắn tin cho Lệ. Cô tạm thời trốn đi nhé. Đang nấu cơm mà thấy chuông tin nhắn báo lên, Lệ mở xem, nhận thấy là tin nhắn của Vinh, liền trốn vào nhà vệ sinh. Hùng đi vào nhà và nói Thơm thế, chắc là cậu đang giấu bạn gái rồi, còn có hai cái bát hai đôi đũa trên bàn cơ mà đâu tôi thấy cậu qua đưa tài liệu nên sắp đồ, số cậu ăn cơm cùng luôn cho vui mà thật á cậu đúng là bạn tốt mình ngồi ăn thôi mà trước cửa nhà mình thấy dép phụ nữ à của bà giúp việc mình thuê theo giờ nên quên đấy mà bà giúp việc này gu thẩm mỹ trẻ quá ta thôi ăn đi. Để mình đi ra tủ kiếm hai lon bia nhé Thôi bia gì Mình mệt và đói Ăn nhanh thôi Vinh nhắn tin cho Lệ Cô cố gắng ở trong đấy Đừng ra nhé Hùng bảo Vinh Thôi đợi mình đi vệ sinh rửa tay rồi ăn Vinh hốt hoảng kêu lên Nhà vệ sinh hỏng rồi Hùng thấy thái độ của bạn khác lạ liền nghi ngờ có điều gì đó không ổn liền giả vờ ra về Thôi Tôi về có việc đây Vinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, "Ừ, vậy cậu về cẩn thận nhé." Sau đó Vinh nhắn tin cho Lệ, "Được rồi, ra đi." Lệ vừa bước ra thì Hùng quay lại, tình huống bất ngờ quá, làm Vinh không kịp phản ứng mà vội chạy đuổi theo. Thấy vậy, Hùng cười nói, "Tôi phải vào xem rốt cuộc trong nhà cậu giấu mỹ nữ như thế nào." Nhưng nụ cười của Hùng nhanh chóng vụt tắt khi thấy Lệ bước ra. Lệ vừa bước ra thì nhìn thấy Hùng, sắc mặt anh ta đã chuyển sang màu đỏ. Miệng Hùng méo xệch chua chát hỏi cô. "Lệ, tại sao em lại ở đây?" Lệ vội xua tay giải thích. "Không phải như anh nghĩ đâu ạ." À. Nhưng Hùng không tin lời cô mà quay sang chất vấn vinh. "Tôi coi cậu là bạn thân, không ngại ngần khó khăn, tôi luôn sẵn sàng từ bắt vào đây cống hiến cho cậu. Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?" Cậu biết, tôi thích Lệ. Chính cậu còn khuyên tôi tỏ tình với Lệ. Tôi bị Lệ từ chối, cậu còn bảo tôi, tiếc gì kiểu đàn bà ấy, vậy mà ngay bây giờ hai người đang làm cái gì vậy hả? Vinh cố gắng trấn tĩnh Hùng. Hùng, bình tĩnh chút đã. Tôi lúc này không thể bình tĩnh được nữa. Cậu là bạn thân của tôi mà lại đi cướp người con gái tôi yêu thương. Đúng là đồ tôi. Nói xong, hùng tặng vinh một quả vào mặt rồi bỏ đi lệ chạy lại diều vinh cô không ngờ mình lại gây tai nạn đến cho anh lệ lắp bắp nói xin lỗi anh tất cả là tại tôi thôi đi ăn cơm thôi bữa cơm này lệ thấy sao khó ăn quá sau đó cô chủ động nói với anh cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi tôi rất tiếc khi đã gây ra rắc rối cho anh tôi sẽ rời khỏi nơi đây ăn cơm đi đang ăn đừng nói linh tinh lệ lại im lặng ăn cơm xong cô dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi thì vinh vào phòng hỏi cô đang làm gì vậy tôi và hùng chơi với nhau từ bé chút hiểu lầm này không làm mất tình bạn của chúng tôi đâu cô đang làm rất tốt tôi không muốn mất thời gian đào tạo người mới cô yên tâm bí mật gia đình cô tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu cảm ơn anh nhưng tôi nghĩ mình nên đi thì tốt hơn có khi đến thành phố khác làm lại từ đầu cũng tốt nhưng tôi không muốn cô đi lệ ngạc nhiên hỏi vinh anh nói sao cơ thì cô đi ai làm việc nhà giúp tôi cô ở lại đây đi còn có người nấu cơm cho tôi chứ vậy mà anh làm tôi cứ tưởng là anh không nỡ xa tôi vì thích tôi cơ chứ Cô nhìn lại mình Cô gầy như con mắm thế kia Chịu khó ăn uống vào Nghe Vinh nói như vậy Lệ cũng thấy dạo này cô thật gầy Suốt hẳn mức 5kg Không hiểu sao cô lại gầy như thế Ăn uống cũng chả được mấy Có lẽ do xa anh Nên cô bị sốc tình cảm Còn về Thanh Sau khi bị Lệ bỏ rơi lần nữa Anh không tha hóa, say xỉn nhậu nhẹt Như trước mà thay vào đó Là tính khí lạnh lùng băng giá hơn Anh biết lệ theo bạn trai giàu có sang nước ngoài nên anh luôn cố gắng theo đuổi sự nghiệp phát triển hơn nữa để sau này cô sẽ phải hối hận anh đang có dự định mở rộng công ty và chuyển trụ sở chính về hà nội anh mua luôn nhà ở hà nội anh đang cho người sửa sang lại theo ý của mình hôm nay thanh và ngọc lên hà nội để gặp đối tác ăn cơm uống rượu với đối tác xong ngọc giả say và cô kéo thanh lại nói anh ơi em mệt quá hay anh tìm chỗ nào mình nghỉ tạm đi." Thành thấy Ngọc có vẻ mệt nên nhẹ nhàng bảo. "Thôi em cố gắng lên xe nghỉ tạm, rồi anh sẽ tìm nhà nghỉ khách sạn gần đây." Thành dừng xe, Dìu Ngọc đi vào chỗ lễ tân chọn phòng. Lễ tân nhìn thấy đôi nam nữ dìu nhau vào phòng, liền hiểu ý và hỏi: "Anh chị chọn phòng một giường hay hai giường ạ?" À? "Một giường nhé." Ngọc nghe như vậy, vui mừng cười thầm. Lễ Tân lấy chìa khóa phòng đưa cho Thanh và nói: "Anh chị lên phòng 107 ạ." À? "Sao có một phòng vậy? Ý tôi là hai phòng, một giường." Lễ Tân thấy vậy, vội vàng đưa thêm chìa khóa phòng 108 cho Thanh. Ngọc chán nản đi lên phòng, không phải Thanh không nhìn ra ý đồ của cô ta, cũng không phải Thanh không dám ở cùng phòng với Ngọc. Dù sao anh cũng là đàn ông, lại còn không có chủ mở dân tận miệng nhưng mà anh sợ bản thân mình nếu làm chuyện đó sẽ nhớ đến lệ bởi vì ngoài cô ra anh chưa từng đụng vào người con gái khác những ký ức về cô trong tim anh quá đậm sâu hùng sau đó đã xin nghỉ việc sự việc đó làm lệ cảm thấy vô cùng ấy náy với vinh hôm nay chủ nhật được nghỉ nên lệ tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cô đang bê xô nước lau nhà thì bị ngất vinh ra ngoài phòng khách tìm lệ thì thấy cô nằm ngất giữa sàn anh ta liền vội chạy ra đỡ lệ 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 em sao vậy em dậy đi đừng làm tôi sợ gọi mãi không thấy lệ trả lời anh bế cô ra xe rồi chở cô vào viện lúc sau lệ tỉnh dậy đã thấy vinh đứng trước mặt cô cảm thấy đây không giống phòng mình bác sĩ đi vào thì cô mới biết là mình đang ở bệnh viện bác sĩ đi vào nhìn vinh và nói Chúc mừng anh nhé Vợ anh có thai rồi Cô ấy bị suy nhược cơ thể Anh chịu khó bồi bổ cho cô ấy Vinh nghe bác sĩ nói như vậy Đành gượng cười Vì khi anh bắt đầu nhận ra Mình có tình cảm với Lệ Thì lại nghe tin cô có thai Trái tim bé nhỏ của anh Không biết phải làm sao Vừa mất bạn lại còn nghe tin người mình thích có thai Có lẽ cảm giác lúc này của Vinh Là bất lực Về phần Lệ Khi nghe tin mình có thai Cô cũng vô cùng bất ngờ. Tại sao mối tình không đâm hoa này lại kết trái kia chứ? Cô không muốn dính dáng gì đến Thanh. Vậy mà sao mối nhân duyên này lại nghiệt ngã đến như vậy? Lệ hoang mang, vì giờ cô mới có 20 tuổi. Lệ chưa sẵn sàng để có con ở tuổi này và làm mẹ đơn thân, bởi vì chính bản thân cô còn chưa lo được cho chính mình. Vinh thấy Lệ đang suy nghĩ thẫn thờ, nhưng chính anh lúc này cũng đang rối bời sau đó anh liền nói cô nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài làm thủ tục xuất viện Vinh chăm sóc cô rất chu đáo vì cơ thể lệ còn yếu nên anh không cho cô làm việc nữa anh hầm cháu bồ câu mang lên phòng cho cô và dặn dò cô ăn đi ăn nhiều còn có sức nuôi em bé lệ nhìn bác cháu thở dài nhưng vẫn không quên nói cảm ơn anh lệ lúc này tâm trạng rất rối cô phải làm sao như nhìn thấy tâm trạng rối bời của cô vinh nói cô cứ nghỉ dưỡng đi chưa phải đi làm đâu nhưng không đi làm thì cô lấy đâu chi phí trang trải cuộc sống anh có thể cho tôi mang tài liệu về dịch tôi cần tiền cô không định nói cho bố đứa bé biết à tôi thực sự rất hoang mang tôi không thể hiện giờ tôi còn chưa biết phải làm sao tôi sợ lắm anh Vinh à liệu tôi có thể nuôi dạy nó tốt không khi không có bố đó bà tôi mất từ nhỏ tôi biết cảm giác của một thiếu trẻ thiếu tình thương của bố tôi không thể để cho nó có một gia đình không trọn vẹn Vinh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của lệ và nói em đừng lo tôi sẽ cùng em chăm sóc nó tôi không thể lợi dụng lòng tốt của anh được anh giúp đỡ tôi như thế này Là tôi vô cùng biết ơn anh Đây không phải là lòng tốt Là em ngốc hay em không hiểu vậy Lễ bất ngờ với câu nói của Vinh Anh ta lại nắm chặt tay cô Và nói tiếp Tôi thích em Chỉ tiếc là tôi là người đến sau Nhưng tôi sẽ vuông đắp cho mẹ con em Chỉ cần em nắm chặt tay tôi đừng buông Tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra Anh Tôi tôi không đủ dũng cảm để nắm tay anh anh xứng đáng gặp người tốt hơn tôi tôi là người không thích nói nhiều tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh sự chân thành của mình cho em biết tôi ước mình có thể nắm tay em sớm hơn nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải là muộn con của em cũng sẽ là con của tôi tôi sẽ là ba của nó nghe vinh nói như vậy lệ cảm động rơi nước mắt cô tự hỏi một đứa như cô, sao lại may mắn được anh yêu thương cơ chứ? Nhưng nếu chưa có thai, cô có thể sẽ suy nghĩ đến việc nắm tay Vinh sống cuộc sống hạnh phúc. Ba năm sau, Thanh đã chuyển trụ sở chính về Hà Nội. Mối quan hệ của cậu và Ngọc cũng khá tốt. Hai bên gia đình cũng đã tính đến chuyện đính hôn. Thanh nghĩ mình cũng đã hơn 30 tuổi, nên cũng có ý định lập gia đình. Dù đã ba năm trôi qua, đôi lúc, anh vẫn nhớ về lệ nhưng cô đã nhẫn tâm bỏ rơi anh đi theo người khác nên anh không muốn nhớ và nhắc về cô nữa đó là một nhát dao đâm vào tim anh khiến anh rỉ máu vết thương vẫn âm ỉ mãi chưa lành hôm nay thành và ngọc đi đến công ty tổ chức sự kiện để bàn về buổi lễ đính hôn ngọc mặc thử váy cưới bước ra chiếc váy trắng tinh rất đẹp nhưng thành lại nhìn nhầm khuôn mặt đó là lệ anh mê mẩn đến ngỡ người anh đã từng ước mơ làm đám cưới với lệ nhưng không ngờ cô lại phản bội anh để đi theo người khác ngọc nhìn thấy thanh nhìn mình mê mẩn liền hỏi đẹp không anh anh thanh anh nhìn gì mà chăm chú vậy mặt em có dính gì sao ngọc phải hỏi thanh đến lần thứ ba anh mới tỉnh táo trả lời không đẹp lắm em à sau đó nhân viên mang ra tư vấn các kích thức tổ chức đám cưới, Thanh liền quay sang Ngọc cười và nói Em cứ quyết định hết nhé Em quyết định như nào, anh đều theo vậy Bây giờ anh phải về công ty, có việc gấp Chọn đồ cưới xong, Ngọc vui vẻ về nhà với mẹ Bà Mai nhìn thấy Ngọc về một mình thì ngạc nhiên hỏi Sao con lại đi về một mình? Thanh đâu? Anh ấy bận việc công ty mẹ, mà con và anh ấy đã làm việc cùng nhau suốt Bây giờ là dính nhau suốt ngày Nhanh chán lắm mẹ ạ Nên phải cho nhau không gian riêng chứ Người tài giỏi như thằng Thanh Gái theo nhiều lắm đó Con phải quản nó cho kỹ vào Mẹ yên tâm Con gái của mẹ là cao thủ rồi Mẹ thấy ngày trước có bao nhiêu cô gái đó Có ai được anh ấy bàn chuyện cưới hỏi đàng hoàng như con hay không Đấy Mày ngày ấy cô ra trường Tôi cho cô về đấy luôn Chứ không ở trên này Cứ nặng nặc đòi theo thằng Duy Thì cuộc đời không biết ra sao Mẹ à Chuyện quá khứ Mẹ nhắc lại làm gì Sau đó có một số cuộc điện thoại gọi cho Ngọc Cô ta nhìn số điện thoại rồi báo mẹ Mẹ à Con lên phòng nghỉ lát đây Này thử đồ mệt quá Nói rồi Ngọc lên phòng nghe điện thoại Sao anh lại gọi cho em Tối nay mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Em biết rồi, em đang ở nhà mẹ, thế nhé. Ba, ba về. Tiếng của mía bibo gọi ba, Vinh liền bế nó lên. Này cô mía đi học có ngoan không? Lệ đang trong bếp nấu cơm, nghe tiếng mía gọi ba về là biết Vinh đã về. Cô đi ra cất cặp lên cho anh và nói. Anh rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Vinh cười cười, nhìn cô hỏi nay em đi nộp hồ sơ cho cô mía thế nào rồi mọi chuyện đều thuận lợi vào năm là cô mía đi học thôi vậy cô mía đi học rồi em có dự định gì không em có định đi học tiếp để lấy bằng hay không em cũng không biết nữa em phải đợi xem cô mía đi học có ngoan hay không hùng nó lấy vợ nó mời anh và em ra hà nội dự đám cưới vâng anh đặt vé chưa anh đặt vé rồi, ra đó rồi mình tranh thủ về nhà anh nhé. Em... Em xin lỗi, nhưng em chưa sẵn sàng. Không sao. Em nấu món gì mà thơm thế? Đợi ba thay quần áo rồi hai ba con mình đi ăn cơm cùng mẹ lệ nha. Tối nay Ngọc đến quán cũ gặp Truy. Anh ta đưa cho Ngọc một chiếc hộp quà nhỏ và nói Chúc mừng em lấy chồng đây là quà tặng cho em ngọc mở hộp quà ra xem thấy một chiếc dây chuyền đắt tiền liền vui mừng nói đúng là chỉ có anh hiểu em thôi vậy mình nên tâm sự với nhau lần cuối trước khi em lấy chồng anh đặt phòng rồi nói rồi chưa nhìn ngọc đầy ẩn ý bà liên thấy thanh quyết định cưới ngọc thì vô cùng vui mừng năm ấy ngọc vừa ra trường Bà Mai phải nhanh chóng đưa con gái đi xa để tránh xa Duy. Duy là giám đốc chỗ Ngọc thực tập, nhưng anh ta là người đàn ông đã có vợ. Năm đó vợ Duy đã đến tận nhà bà Mai để dặn mặt. Ngày Ngọc ra trường, bà Mai liền đưa cô ta xuống công ty gia đình bà Liên. Lệ và Vinh mua vé máy bay, bay ra Hà Nội để đến dự đám cưới của Hùng. Vinh có một căn chung cư ở Hà Nội, nên căn nhà ba người về đó ở tạm để ăn cưới vài hôm. Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau, nên cô phải vào siêu thị mua cho cô mía vài bộ quần áo. Thành đang ở siêu thị mua ít đồ, thì vô tình nhìn thấy một dáng lưng quen thuộc lướt qua. Thành ngạc nhiên, anh quay người lại, nhưng bóng người đó đã đi quá nhanh, khuất khỏi tầm mắt của anh. Thanh mỉm cười, đau khổ nghĩ, chắc là do mình bị hoa mắt. Bây giờ em ấy đang cùng bạn trai bên nước ngoài, mình cũng sắp cưới vợ rồi, mình không thể nghĩ đến lệ nữa như vậy rất có lỗi với ngọc lệ ra quầy thanh toán thì vô tình gặp mi bạn cấp 3 với cô mi nhận ra lệ liên gọi lệ lâu lắm không gặp cậu giờ cậu làm gì ở đâu rồi lệ nhìn mi khẽ cười có lẽ bằng tuổi cô các bạn ấy đã học xong ra trường và tìm được những công việc phù hợp sau đó cô cố gắng trả lời đơn giản tới làm ở trong nam vậy à vậy nay cậu được nghỉ về quê à mà cậu mua quần áo trẻ con cho ai vậy lệ nhìn bộ quần áo trẻ con trong tay mình liền nói với mi ừ, mình ra ngoài này thăm người bạn thôi lâu rồi tụi mình không gặp nhau ra quán cà phê bên kia ngồi uống nước đi lệ hơi ngần ngại thì đã bị mi kéo đi lúc cô vừa rời đi thì thanh cũng đến thanh toán sao anh vẫn có cảm giác bóng lưng vừa đi quen đến như vậy. Nhưng vì anh đã có hẹn với Ngọc rồi, nên Thanh không muốn nghĩ nhiều nữa. Ngọc còn nói với Thanh, hai vợ chồng làm chung công ty rồi, gặp nhau suốt ngày, sợ nhanh chán, nên Ngọc muốn Thanh mở cho cô ta quán cà phê. Thanh vui vẻ đồng ý, vì Ngọc là vợ sắp cưới của anh. Quán cà phê gần đây đang chuyển nhượng, nên cô ta muốn Thanh qua đó xem sao lệ và mi ra quán cà phê gần đó nói chuyện mi cười hỏi cô cuộc sống trong nam của cậu thế nào cậu làm gì trong đấy cuộc sống của mình tạm ổn mình làm văn phòng thôi còn cậu bây giờ làm gì mình mới xin vào ngân hàng rồi vậy tốt quá chúc mừng cậu nha ừ mình cũng may mắn thôi mà cậu xác định ở lại trong nam luôn à ừ mình ở luôn trong này Vậy người yêu của cậu là người miền Bắc hay miền Nam? Cậu có định lấy chồng trong đó hay không? Mình chưa nghĩ nhiều đến thế. Thôi nói về cậu đi. Mì xinh thế này chắc có người yêu rồi chứ. Người yêu mình cậu cũng biết đó. Mình biết sao? Ai vậy? Thì học cùng lớp chúng mình. Tò mò ghê là ai vậy ta? là Khánh, lớp trưởng đó. Chúc mừng cậu nhé. Lệ cũng bất ngờ là Khánh. Ký ức tuổi 17 lại ùa về. Nếu như ngày ấy cô không vướng vào mối quan hệ tình cảm lặng nhằn với Thanh, thì Khánh sẽ là mẫu bạn trai lý tưởng của cô. Có khi cuộc sống của cô sẽ đỡ khổ hơn bây giờ. Lệ vui mừng cho Khánh vì cậu ấy đã có hạnh phúc của riêng mình. Nhìn lại bản thân cô, Cô lại buồn tuổi Có khi nào là do cái tên Nên nó ám vận vào người cô hay không Cuộc sống của Lệ Chưa bao giờ là dễ dàng cả Bây giờ các bạn của cô Đang phấn đấu cho sự nghiệp Thì cô lại là mẹ đơn thân Không có bằng cấp gì cả Nếu không có Vinh giúp đỡ mẹ con cô Thì Lệ không tưởng tượng được Cuộc sống của cô sẽ ra sao Ngồi hàng huyên với mi một lúc Thì cả hai ra về Lệ ở lại chờ lấy một cốc cà phê cho Vinh Thì chuông điện thoại vang lên Là Vinh gọi Em sắp về chưa? Em đang chuẩn bị về đây Cô Mía ngoan không anh? Ngọc đang nóng vội Muốn mua bán cho nhanh Để tài sản thuộc về mình Nên cô ta vội vã đi vào Thì không may mắn đâm phải Lệ Vì Lệ mãi nghe điện thoại Nên cũng không để ý ly cà phê trên tay Lệ Bị đổ ra giày của Ngọc Vì ngày trước Lệ về quê thì ngọc cũng nghỉ tết sau đó cô bị đuổi ra khỏi nhà nên hai người vẫn chưa từng gặp mặt ngọc bị đổ cà phê vào giày thì vô cùng bực tức cô ta hét lên trời ơi bẩn hết giày của tôi rồi cô biết đôi giày này bao nhiêu tiền không hả lệ vội tắt điện thoại đi rồi xin lỗi cô ta xin lỗi chị ngọc nhìn lệ khinh thường nói thật là đen đủi nhìn hạng người như cô cũng biết chả bao giờ được đeo đôi giày hàng hiệu là gì. Từ bé, sống ở nhà họ Hà, cô đã được dùng toàn đồ hiệu. Này nghe những từ, từ hẳn thấy rất buồn. Làm lệ cảm thấy rất buồn. Cuộc sống đối với cô chả dễ dàng gì cả. Lúc sống trong giàu có, thì lại là cuộc sống ăn giờ ở đậu, không có tình thương. Đến lúc nghèo khó, thì lại bị người ta khinh thường. Lệ cố bình tĩnh rồi nói. Chị gái xinh đẹp à, Em biết là chị đang vội, chuyện xui rủi cũng đâu ai muốn, thôi chị để em lau qua giúp chị nhé. Nói rồi, cô cúi người xuống, lau dậy cho Ngọc. Thành lúc này cũng đang đi đến chỗ của Ngọc. Ngọc, em đang làm gì vậy? Sao còn chưa vào trong? Thành lại gần, thấy có người đang lúi húi dưới chân Ngọc. Lệ lúc này cũng đã xử lý xong, liền đứng dậy nói. Xong rồi chị gái ạ. À? sau đó quay người định rời đi thì người đàn ông trước mắt làm chân cô không thể bước đi được nữa ba năm chưa gặp anh không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh xấu hổ như vậy tự nhiên giọt lệ trên mắt cô không nghe theo mà lăn xuống thành vô cùng ngạc nhiên khi thấy lệ quay người lại người con gái anh hết mực yêu thương nhớ mong nhưng cũng rất căm hận nay đã xuất hiện khiến anh tự nhiên cứng đơ người Giọng nói của Ngọc vang lên Phá tan không khí ngại ngùng đó Anh Thanh Mình vào trong thôi anh Ừ Em vào xem thủ tục trước đi Anh... anh đi tham quan quán cái đã Ngọc khoát tay Thanh Anh và em cùng đi nhé Lệ thấy cảnh hai người thân mật Mà bản thân mình cũng đang bận Nên nói Vậy của chị tôi đã xử lý xong rồi Tôi đi được rồi chứ Ừ Cô đi đi. Nói rồi, Ngọc khoát tay Thanh. Nhưng Thanh đã vội bỏ tay cô ta ra và nói. Em cứ xem hợp đồng. Em thấy được là được. Anh đi thăm quán rồi, còn bận chút việc. Em xem hợp đồng. Phải. Bao nhiêu năm em làm thư ký cho anh. Anh tin tưởng vào sự lựa chọn của em. Bây giờ anh đang bận, thế nhé. Nói xong, Thành chạy ra ngoài, để Ngọc ngẩn ngơ đến bất ngờ ở đó lúc này taxi đi tới thấy cô lên xe anh cũng leo lên theo cô cô vô cùng bối rối lệ định mở cửa xe taxi chạy trốn thì bị thanh giữ lại cô bị tóm gọn như một tên tội phạm xe chạy trên đường bác tài hỏi hai người đi về đâu thành nhanh nhậu đáp bác cứ chạy ngoài đường đi đi đâu cũng được bao nhiêu tiền tôi trả nói chuyện xong với bác tài anh quay sang chất vấn cô em em hãy giải thích cho tôi chuyện ba năm trước đi không có gì phải giải thích cả ba năm trước tôi sang nước ngoài cùng bạn trai nay chúng tôi về việt nam tại sao em lại phản bội anh vì tôi chưa bao giờ thích anh nên không thể coi là phản bội được em nói dối em từng nói là em yêu thương tôi rất nhiều kia mà vì tôi muốn lợi dụng anh tôi ham dậu ham hư vinh Mà anh kia điều kiện tốt hơn anh Nên tôi bỏ theo người ta Dễ hiểu thôi mà Em có tin là tôi có thể giết em hay không hả? Anh có tin là tôi có thể kiện anh hay không? Ba năm mới gặp lại nhau Với đầy những cảm xúc nhớ nhung Nhưng cô lại phải nói những lời khiến đối phương đau lòng Nếu kiện tôi Sao em không kiện luôn ngày đó đi? bởi vì nhà anh có công nuôi dưỡng tôi nhưng anh lại dám làm chuyện đó với tôi nên tôi mới chơi bài tình cảm với anh thế nào bao năm dây dứt không quên nổi tôi sao bác tài tóc vào bên đường cho tôi nói xong anh lôi ra một cái thẻ và một chiếc ví bác tài tôi thuê chiếc xe này của bác tôi là giám đốc tập đoàn thanh thắng đây là các giấy tờ tùy thân của tôi bác xem đi Mai bắt đến công ty tôi lấy xe Trong ví tôi có 20 triệu tiền mặt Bác cầm lấy giúp tôi Mai đến công ty tìm tôi Bác Tài thấy vậy dừng xe kiểm tra Rồi giao xe cho Thanh Vì chiếc xe vẫn đang cài đặt chế độ Nên cô không thể mở cửa ra được Bác Tài xuống xe Thanh lái xe đi Càng khiến tim lệ trung chảy. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Em bảo tôi là dây dứt chưa thể quên em. Nên là chúng ta ôm lại chuyện xưa lúc này tim cô như muốn bắn ra ngoài lệ vội cầu xin anh tôi xin anh là tôi sai anh có thể đưa tôi về được không không em đã trốn ra nước ngoài còn về đây rơi vào tay tôi thì tất cả đã là ý trời tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ đã phản bội mình sau đó thành lái xe đi rất xa tiếp đó thấy một đoạn đường đất trống thành lái xe tấp vào khu vực đó trời đã dần tối khu vực đó không có người có hét ở đây cũng chẳng có ai cứu thành đi xuống ghế sau tấn công cô anh bốt lấy cầm cô và hỏi anh cho em cơ hội lần cuối tại sao em lại làm như vậy với anh tôi không có gì để nói chị xin anh bình tĩnh lại và cho tôi về nhà nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia là cô biết anh đang mất bình tĩnh anh lại cần hôn cô lệ dù không muốn nhưng cũng không có cách nào thoát ra được nụ hôn bắt đầu di chuyển khắp cơ thể của cô cô đang dần thích nghi thì thấy anh dừng lại lệ hiểu lý do tại sao anh ta dừng lại vì ngày trước sinh mía bị vỡ ối nên cô phải mổ cấp cứu gấp một vết sẹo dài ở phần bụng dưới của cô nên đó cũng là lý do khiến cô cảm thấy rất tự ti về cơ thể của mình anh dừng lại Giọng trầm tư như có phần bình tĩnh hơn Rồi nói Em sinh con rồi phải không? Phải Con tôi Đang đợi tôi ở nhà Vì anh cho tôi về Tại sao? Tại sao hả? Tại sao em có thể sinh con cho người ta kia chứ? Anh Thanh à Mọi chuyện cũng đã rồi Duyên của chúng ta đã hết Chúng ta cũng không nên cưỡng cầu mọi chuyện tôi thấy cô gái lúc trước khoác tay anh rất thân mật chắc hai người cũng chẳng phải là mối quan hệ bình thường đâu nhỉ thành nghe lệ hỏi như vậy thở dài đáp tôi sắp kết hôn đến lúc chuẩn bị kết hôn tôi cũng không thể quên được em tôi là một thằng thất bại nghe anh nói như vậy thật sự cô cảm thấy rất thương anh lệ cũng chỉ muốn ôm anh vào lòng để thỏa những nhớ mong nhưng không thể được cô chỉ im lặng hy vọng âm thầm chúc cho anh hạnh phúc hy vọng sau này cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc sẽ tốt đẹp hơn trong mối tình đau khổ này một mình cô chịu khổ là quá đủ rồi chiếc xe dừng lại ở một chiếc cổng chung cư cao cấp ở hà nội thanh ngồi trên xe và nói đến cuối cùng thì tôi cũng là kẻ thất bại dưới tay của em em đi đi lệ bước xuống xe rồi chạy vội vào thang máy bấm số lên nhà cô thấy anh vinh đang hoảng hốt chạy ra lệ em đi đâu vậy anh và cô mía tìm em khắp nơi đến điện thoại cũng không gọi được cho em lệ nhìn vinh đầy mệt mỏi và nói cô mía đâu anh em mệt quá cô mía buồn ngủ anh vừa cho nó ngủ em mà về muộn tí nữa là anh báo công an mất em không sao đâu cảm ơn anh cả đêm hôm đó cô chỉ ngồi khóc nhưng cố gắng không phát lên tiếng miền bắc chưa bao giờ dịu dàng với cô cả lệ muốn vào nam nơi đó dễ thở hơn rất nhiều thành biết lệ đã sinh con nên anh vô cùng chán nản và thất vọng anh dừng xe lại gần đài phun nước anh bước vào một cửa hàng tạp hóa gần đó muốn mua một vài chai bia để uống cho đỡ chán nhưng đến lúc thanh toán anh chợt nhận ra ví tiền của mình và giấy tờ tùy thân đã đưa hết cho bác tài anh mở điện thoại mình lên để thanh toán thì lại thấy có hai chiếc điện thoại thì ra một chiếc là của lệ anh quên mất chưa đưa cho cô thanh toán xong anh thấy máy của mình hiện lên rất nhiều cuộc gọi của mẹ và ngọc anh chán nản tắt máy đi anh ngồi trên bậc thềm của đài phun nước uống bia nhưng tự nhiên tò mò anh bật điện thoại của lệ điện thoại của lệ cài mật khẩu anh không mở được nhưng mà màn hình khóa của lệ lại để hình ảnh của con trai nhưng tại sao đứa bé này anh thấy nó lại có nét rất giống với anh thành đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra anh vội lái xe đến một cửa hàng sửa chữa điện thoại nói với anh chủ anh ơi, anh có thể mở chiếc điện thoại này không? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả, chỉ cần anh mở được. Không vấn đề gì cả. Người chủ cửa hàng sửa điện thoại nhìn anh và đáp, "Cái này phá khóa hơi lâu, bây giờ cũng muộn rồi, mai anh ghé qua nhé." "Anh mở giúp tôi luôn giờ này được không?" "Mở giờ này rất lâu, anh đặt đây, mai qua lấy nhé." Thành thất vọng đặt điện thoại lại rồi thất thần đi về. Anh lưỡng thưởng bước vào nhà. Bà Liên hỏi. Con đi đâu vậy? Sao mẹ gọi con không được? Ngọc tìm con suốt đấy. Con biết rồi, con mệt, con lên phòng nghỉ đã. Đến đám cưới của Hùng, Lệ lại gặp lại Yến. Yến cứ tưởng cô và Vinh là một gia đình. Yến thấy Vinh bế cô mía, liền hỏi. Không ngờ cậu và anh Vinh thành đôi còn có con lớn như thế này. Chúc mừng nhé. Không phải như cậu nghĩ đâu. Chuyện dài dòng lắm. Rồi từ từ có cơ hội mình sẽ giải thích cho cậu. Đám cưới kết thúc. Lệ và Vinh cùng cô mía lên máy bay trở về Sài Gòn. Giải quyết xong mọi chuyện, Thành mới có thời gian đi đến tìm điện thoại. Anh tò mò, mở bộ sưu tập ảnh của Lệ ra xem. Hầu như trong máy có rất ít ảnh Chủ yếu là ảnh của cô mía Nhưng có một bức ảnh Nó đã khiến anh phải giật mình Bởi vì đi làm giấy tờ nhập học trường mầm non cho cô mía Nên Lệ đã chụp lại trong máy Thành nhìn vào ảnh hồ sơ Thì không thấy có tên bố Ngày sinh của thằng bé là cuối năm Lệ bỏ anh Vậy thời điểm đó cô có con Không phải đang quen anh hay sao Vậy không phải đó là con anh hay sao thành như hiểu ra điều gì đó vội lái xe đến chung cư hôm qua để tìm lệ nhưng anh đi cả từng nhà ở gần đó cũng không thấy cô anh ôm điện thoại vào lòng hét lên lệ em đang ở đâu sợ đến phút cuối em cũng không cho tôi biết sự thật vậy sau đó thành nhớ ra anh vội mở lại bức ảnh hồ sơ kéo to nó lên anh thấy dòng địa chỉ nhà của cô lại một lần nữa anh thấy hy vọng anh cười sung sướng như một đứa trẻ, anh bỏ tất cả công việc để mua vé máy bay bay vào trong Nam. Bà Liên và Ngọc đang rối tung vì không liên lạc được với anh. xuống máy bay anh gọi cho mẹ mình. Mẹ à, con có việc vô cùng quan trọng, con cố gắng giải quyết công việc nhanh nhất rồi mang thành quả về cho mẹ nhé. Nói xong thành tắt máy. vào Nam, lệ mua một chiếc điện thoại mới, cuộc sống của cô lại quay về quỹ đạo bình thường có lẽ sau này cô không dám ra bắt nữa vì miền bắc rộng lớn như vậy mà vẫn gặp lại thanh nhưng cô đâu ngờ tất cả là ý trời hôm nay buổi đầu tiên mía đi học ở trường mầm non nên lệ rất lo lắng vinh thì đi làm cô đang tính cho mía đi học thì sẽ đi học trở lại lệ có đặt trên mạng ít đồ ăn cho mía nên giờ này nghe tiếng bấm chuông thì cô không biết phải anh Vinh về hay không? Cô đoán là shipper giao hàng Nên cũng vui vẻ ra mở cửa Nhưng lại mở cửa ra Thì khuôn mặt đó đã làm cô ngỡ ngơ Thanh vui vẻ tự nhiên bước vào nhà Có mình em thôi à? Chồng em đâu? Con em đâu? Chồng tôi đi làm Con tôi đi học Con em mấy tuổi mà đã đi học vậy? Con tôi anh hỏi làm gì? Cuộc sống của tôi đang yên bình tại sao anh lại đến đây làm gì chứ tôi đến thì sao nó ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em người nhà đến thăm nhau không được à bây giờ tôi rất bận anh thăm hỏi thế là đủ rồi mời anh về cho tôi đến mang trả điện thoại cho em tôi mua cái khác rồi không cần đâu anh về đi không khéo tí nữa chồng tôi về sợ anh ấy hiểu lầm mất chúng ta là người thân trong gia đình Tôi đến thăm em thì có gì sai Tiền thế tôi đợi chồng em về Rồi mời cưới luôn Anh cứ đưa thiệp mời cho tôi Khi nào anh ấy về tôi sẽ nói với anh ấy Tôi đói quá Em có thể nấu gì cho tôi ăn được không Anh trao quán mà ăn Tôi chỉ nấu cơm cho chồng tôi thôi Anh ấy sắp về Mời anh đi cho tôi rất bận Được Vậy tôi đi đón con về anh đang nói gì vậy? Ai cho anh đi đón con của tôi? Đó đâu phải là con của mình em. Nói xong, thành giờ tấm ảnh của mình hồi con bé ra và ảnh cô mía trong điện thoại rồi nói. Em nhìn xem, đây là tôi hồi bé, còn đây là ảnh con của em. Em có thấy giống nhau như hai giọt nước không? Không, chả giống tẹo nào cả. Thanh lại gần Nắm tay Lệ và nói Lệ, anh xin em Rốt cuộc, đã có chuyện gì mà em không cho anh nhận con vậy hả? Đúng lúc đó, Vinh quên tài liệu Nên đi về lấy Thì thấy Thanh đang nắm tay Lệ Cầu xin việc gì đó Anh không ngại ngừng Tặng cho Thanh nắm đấm, đấm vào mặt và chửi Ba năm qua anh ở đâu Mà bây giờ xuất hiện đòi con với cô ấy Thanh ngạc nhiên và nhận ra Vinh anh cũng không ngần ngại đánh lại vinh và nói thì ra chính anh đã lừa tôi anh biết là tôi đã vất vả tìm kiếm cô ấy như thế nào không hả tại sao anh lại dám lừa tôi người con gái anh yêu anh còn không bảo vệ được thì tốt nhất đừng làm phiền đến cuộc sống của cô ấy hai người đó vừa đánh nhau vừa cãi lộn khiến cô vô cùng hoang mang các anh đừng đánh nữa thành nhìn cô chất vấn em có biết ngày em đi anh đã khổ sở như thế nào không anh đã đến tận công ty tìm em gặp anh ta thì anh ta nói với anh là em đã cùng bạn trai ra nước ngoài ai ngờ anh ta lại giấu em ở đây anh thôi đi tất cả là tôi đã bảo anh ấy nói vinh nghe lệ nói như vậy cũng thêm vào anh không thể bảo vệ được cho cô ấy trước mẹ của mình thì tốt nhất hãy tránh xa cô ấy ra ba năm trước anh không bảo vệ được cho cô ấy thì ba năm sau anh không có tư cách đứng ở đây anh đang nói gì lệ chuyện này sốt gục em nói đi anh vinh anh đừng nói nữa em mệt lắm rồi em xin hai người đó ba năm nay tôi đã ở bên mẹ con cô ấy lúc vui buồn khó khăn vậy ba năm nay anh đã ở đâu khi cô ấy phải mổ cấp cứu phải nuôi dạy con chỉ cần thêm chút thời gian nữa là chúng tôi đã trở thành một gia đình tôi không cho phép anh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi thanh đang nắm lấy cổ áo của vinh nhưng sau khi nghe anh ta nói như vậy thanh đột nhiên bỏ ra hành động sau đó của thanh còn khiến mọi người vô cùng bất ngờ anh quỳ xuống khóc và nói thực sự ba năm qua tôi sống cũng không dễ dàng gì cả tôi chưa bao giờ quên em cả nếu em đã sinh con sao lại không cho tôi biết nếu em đã phải chịu ấm ức vất vả sao không cho tôi hay vết sẹo trên bụng của em chắc em rất đau đớn tôi xin lỗi em lúc em mổ cấp cứu để sinh con cho tôi tôi đã không bên cạnh em xin em hãy cho tôi cơ hội tôi sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em vinh nhìn ra sự yếu đuối của cô nên vẻ mặt cũng tràn đầy thất vọng cô không biết phải làm sao sao cô lại vô dụng như thế lệ lại đỡ thanh đứng lên nếu anh đã biết sự thật mà cô không cho anh nhận con thì có phải là cô quá tàn ác vì chính cô từ nhỏ đã thiếu tình thương của bố vậy mà nay bố của con cô muốn nhận thì cô lại không cho liệu sau này cô mía lớn lên nó có tha thứ cho cô hay không lệ vô cùng khó xử cô nói với anh anh đứng dậy đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Thành cứng đầu nói. Không. Anh không đứng dậy. Nếu em không cho anh nhận con, anh sẽ không đứng lên. Anh đứng dậy đi, đến giờ tôi đi đón con. Vậy em em cho tôi đi đón con cùng em hay sao? Dù sao, anh cũng là bố của nó, nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ quay về bên anh Bởi vì tôi không còn yêu anh nữa Được, chỉ cần em đồng ý cho anh gặp con Mọi chuyện mình nói sau cũng được Vinh kéo tay Lệ nói Lệ Cô nhìn Vinh đáp Dù sao anh ấy cũng là bố của cô mía Vinh nhìn hai người đi đầy thất vọng Sự xuất hiện của Thanh làm cho anh biết Dù anh có cố gắng bao nhiêu năm nhưng chỉ cần gặp lại thanh là lòng cô ấy đã biến động anh là kẻ thất bại thanh cùng lệ đi đón cô mía ngồi trên xe cô nói rõ quy tắc với anh để đảm bảo cuộc sống của mẹ con cô không bị ảnh hưởng em muốn nói rõ với anh một chút anh cũng sắp kết hôn nên em chỉ đồng ý cho anh thi thoảng vào thăm con việc này chỉ mình anh biết em không muốn cuộc sống của con em bị ảnh hưởng và biết đâu vợ sắp cưới của anh lại không thích con em nên gây ảnh hưởng không tốt cho nó chuyện này chỉ cần chúng ta biết với nhau anh sẽ hủy hôn không được tại sao lại không được anh có biết tương lai của một người con gái bị hủy hôn sẽ khổ như thế nào hay không nhưng tại sao ngày ấy em lại bỏ đi rốt cuộc mẹ anh đã làm gì em em hãy nói cho anh biết chuyện năm đó đi lệ à chuyện cũ qua rồi em không muốn nhắc lại chỉ cần bây giờ anh nhớ lời em gặp em em sẽ đồng ý cho anh gặp con nếu không em sẽ trốn đi nơi khác anh sẽ không còn tìm được em nữa được tạm thời anh đồng ý với em nhưng anh muốn nói cho em biết đời người ngắn ngủi lắm em ạ à. nếu đã gặp lại nhau chúng ta đừng bỏ lỡ nhau nữa có được không em anh lại nói linh tinh rồi. Thôi, đến nơi rồi, anh đừng vồ vập quá mà cô mía nó sợ. Anh biết rồi. Lệ và anh đến lớp đón cô mía rồi chào cô giáo. Cô bé cô mía ra thì thấy tay thằng bé cầm quả bóng, liền hỏi: "Con đi học có vui không? Ai cho con quả bóng này vậy?" "Bạn bi mẹ ạ. À. Chú này là ai ạ?" À? "Chú này là ba của con." con gọi ba đi vậy còn ba vinh thì sao mẹ con có hai người ba đây là ba ruột của con còn ba vinh là ba nuôi lệ giải thích như vậy nhưng cô mía chỉ cười và nghịch quả bóng có lẽ vì nó còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện thành nhìn cô mía âu yếm và nói cho ba bế cô mía nhé có lẽ lúc đó anh đã rất hạnh phúc Thanh cười rất tươi, quả thật hai bố con của Thanh giống nhau như hai giọt nước. Vì mía mãi mê chơi bóng, nên để quả bóng lăn tích ra đường. Nó chạy theo để nhặt, thì bất ngờ chiếc xe ô tô lao đến, tìm cô như bắn ra ngoài. Thanh phản ứng nhanh hơn, anh vội chạy đến chỗ con rồi đẩy mía ra phía ngoài, còn anh thì hứng chịu cú tông đó. Lệ vội chạy lại bế cô mía và lây người Thanh. Anh Thanh, anh dậy đi, Thanh ạ. À... Em xin anh đó anh ơi Anh dậy đi Con và anh vừa mới gặp nhau cơ bà Em xin anh đó Em yêu anh anh được có chết mà anh Đứng trước phòng cấp cứu Lệ chỉ có thể ôm cô mía Và cầu nguyện Bây giờ cô mới biết bản thân mình yêu anh đến mức nào Nếu anh có mệnh hề gì Chắc cô sẽ ân hận suốt đời Lúc này Vinh cũng chạy tới Hớt hải vào viện Lệ Vinh ôm lấy cô an ủi không sao đâu em em cứ bình tĩnh mọi chuyện ở đây cứ để anh lo sau đó vinh đi tìm bác sĩ để hỏi xem tình hình lễ lúc này cứ như người mất hồn mía sầu cố ngã cũng không dám quấy có lẽ nó đã rất sợ hãi cánh cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra thì vinh cũng vừa quay lại tình trạng của anh ấy sao rồi bác sĩ hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng nhưng sao ạ à? nhưng đôi chân của anh ta tạm thời chưa di chuyển được ý của bác sĩ là anh ấy bị liệt hay sao tạm thời thì chưa di chuyển được nhưng nó có thể di chuyển được hay không còn dựa vào ý chí của bệnh nhân và sự chăm sóc của người nhà nữa lầy an ủi chính mình rằng anh sẽ không sao anh còn sống là tốt rồi cô sẽ dùng cả đời này để chăm sóc cho anh Vinh nhìn thấy ánh mắt của Lệ Anh đã biết được đáp án của cô Cô mía mệt rồi Chắc thời gian này em sẽ vất vả đấy Em cứ để cô mía ở chỗ anh Dù gì anh cũng là ba nuôi Chăm cô mía từ nhỏ Nên em cứ yên tâm chăm sóc anh ta Anh sẽ chăm lo cho cô mía Anh Vinh Mẹ con em Mà ngơn anh nhiều lắm Thôi để anh bế cô mía về cho nó ngủ dạ nói rồi cô đưa cô mía cho vinh bế về một lúc sau thì thanh đã tỉnh lại cô đi vào phòng thăm anh lệ dặn lòng rằng cô không được khóc cô phải thật mạnh mẽ để chống chọi với cuộc sống sau này lệ bước vào phòng câu đầu tiên anh ta hỏi con đâu em con chúng mình không sao chứ cô mía không sao đâu anh lệ nắm tay anh mỉm cười con không sao là tốt rồi anh thấy anh vinh đó cũng khá tốt đại chăm và thương yêu cô mía như con nếu em và anh ta nên duyên cũng tốt anh đừng nói như vậy em sai rồi em yêu anh bây giờ chúng ta đừng để lạc mất nhau nữa anh nhé bây giờ anh tàn phế rồi anh không muốn trở thành gánh nặng trong cuộc sống của mẹ con em không sao hết lúc anh ở phòng cấp cứu em rất sợ em sợ nếu như âm dương cách biệt vậy nên bây giờ may mắn anh đã tỉnh lại rồi em không muốn cả đời này mình bỏ lỡ nhau nữa anh hãy cho em một cơ hội được sửa sai nhé ba năm qua đêm nào em cũng nhớ đến anh hết một tuần sau thì thanh được xuất viện lệ giúp anh chuyển về căn chung cư cũ mà ngày trước anh mua cho cô lệ đẩy anh trên xe lăn bước vào nhà căn nhà vẫn vậy lúc này vinh bế cùng mía sang và nói với thanh chúc mừng anh đã ra viện thanh nhìn vinh cảm ơn anh tại hà nội ngọc biết tin thanh bị tai nạn liệt chân thì hốt hoảng nói với bà mai mẹ ơi anh thanh vào miền nam bị tai nạn giờ tàn phế rồi con không muốn lấy chồng tàn phế đâu mẹ sao con biết cô liên vừa gọi điện cho con cô ấy mua vé máy bay vào trong nam rồi cô ấy còn kêu con đi cùng có chắc nó tàn phí không có mẹ xem này ảnh cô liên gửi con anh ấy ngồi xe lăn bây giờ phải làm sao đây con không muốn lấy chồng tàn phí đâu mẹ bình tĩnh đi con để mẹ tìm cách bảo với cô ấy là nhà mình dưới quê có việc cấp để con chưa phải bay vào trong nam sau đó tính tiếp chứ đùng một cái thấy họ tai nạn như vậy mình bỏ luôn mang tiếng đó con con không biết đâu mẹ phải nhanh chóng hủy hôn cho con đó mẹ biết rồi bà liên nhận được tin nhắn cũng hớt hải bay vào trong nam buổi sáng lệ chở cô mía đến trường sau đó về nhà chăm anh cùng anh tập đứng anh mới tập đứng vẫn còn đau và mỏi lệ giúp anh xoa bóp chân em vất vả quá mình thuê thêm một người giúp việc nhé tài khoản anh vẫn còn rất nhiều tiền anh không muốn em phải vất vả thuê giúp việc làm gì em cũng có bận gì đâu cô mía thì đi nhà trẻ người khác chăm anh em đâu yên tâm ý anh là thuê người ta phụ em việc nhà cửa thôi không sao em lo được mà chỉ cần bên anh là em không bao giờ cảm thấy mệt mỏi bây giờ không phải gia đình nhỏ của chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao tiếng chuồng cửa reo lên lệ vội chạy ra mở cửa là bà liên cô vẫn theo thói quen cũ chào bà bà đến rồi ạ à. một tiếng bốp vang lên lại là một cái tác mở màn nhưng lần này cô nhận cái tác xong cũng không cảm thấy ấm ức mà vui vẻ đón nhận nó thành đang ngồi xe lăn thấy mẹ tác lệ liền lấy tay đẩy bánh xe đi lại gần phía cửa mẹ mẹ làm gì vậy sao mẹ biết con ở đây bà liên chưa trả lời câu hỏi của thanh mà bắt đầu chửi rủa lệ tôi đã báo cô rời xa con trai tôi cô đã hứa với tôi những gì mà bây giờ cô lại cố tình để nó thành ra như thế này hả thanh lúc này như hiểu ra mọi chuyện liền chất vấn mẹ Mẹ, thì ra, chính mẹ đã bắt lệ rời xa con. Để ba năm nay, con chưa một ngày nào được sống hạnh phúc. Bà Liên nghe như vậy thì càng tức giận hơn. Con nhìn xem, cô ta đã hại con tàn phí như vậy rồi, mà con vẫn còn bên nó. Mẹ nuôi nó ở nhà họ Hà, ăn học đàng hoàng, để nó không thiếu thứ gì, làm tiểu thư đại cát. Vậy mà mẹ không ngờ mẹ nhận lại được là gì nó dám cầu dẫn con rồi hại con giờ tàn phí mẹ sai rồi mẹ đừng làm loạn nữa có được không hay mẹ muốn con chết mẹ mới vừa lòng con là con trai của mẹ sao có thể vì nó mà chống đối mẹ hả mẹ à mẹ muốn con chết phải không mẹ không con trai tại sao mẹ biết con ở đây một cậu tên là Vinh nhắn cho mẹ biết là con bị tai nạn, bây giờ đi xe lăn và nhắn địa chỉ nhà cho mẹ. Thành quay sang nhìn Lệ và hỏi: "Là em báo tin cho mẹ à?" Lệ biết anh bị tai nạn, rất cần người thân bên cạnh. Dù anh cũng rất yêu mẹ mình và bà rất lo cho anh. Lệ biết anh bị tai nạn, rất cần người thân bên cạnh. Dù gì anh cũng rất yêu thương mẹ mình và bà cũng rất lo lắng cho anh. Nên cô đã nhờ anh Vinh nhắn tin cho bà biết. Nên việc bà xuất hiện và tác cô cũng không có gì là bất ngờ cả. Sau một hồi chửi rủa mệt mỏi, bà Liên cũng ngồi xuống uống nước. Thành bảo cô. Em đi chợ làm cơm đi, để anh nói chuyện với mẹ. Dạ. Lệ nghe lời anh ra siêu thị mua đồ về nấu ăn. Thành ngồi trên xe lăn và nói chuyện với mẹ mẹ à mẹ có biết ba năm trước con phải khổ sở như thế nào không mẹ có biết con yêu lệ đến nhường nào hay không sao mẹ lại chia cắt chúng con để vợ con con phải sống vất vả sao nó nó có con rồi sao lúc mẹ đuổi cô ấy đi là cô ấy đang mang thai mẹ có thấy mình quá đáng hay không cô mía nay đi học Chiều con bảo lễ đón cô mía về chơi với mẹ Hy vọng mẹ sẽ đối xử tốt với mẹ con cô ấy Vậy còn Còn con Ngọc thì sao Con đã mua cửa hàng cà phê cho Ngọc Coi như là đền bù tổn thất cho cô ấy Mẹ vào đây cô ấy biết không Ngọc có biết Nhưng nó bận việc Bởi vì cô ấy không yêu con Nên nếu biết con bị như này cô ấy sẽ không chăm sóc con đâu mẹ mẹ nhìn xem nếu không phải là lệ sẽ chẳng ai đủ chân tình để chăm sóc một người ngồi xe lăn như con bà liên nhìn đôi chân của thanh mà xót xa bởi vì cơ sự cũng đã đành bà chỉ biết chấp nhận thôi chứ bà cũng chẳng hề thích lệ một chút nào cả nhưng vì thanh là con trai và vì cháu trai bà nên bà không thể đuổi lệ đi được buổi chiều lệ đón con về bà nhìn thấy cô mía giống thành như đúc mới bắt đầu vui vẻ cười nói hơn bà liên bế cô mía chơi bà rất thích cô mía bà liên đang chơi với cô mía thì thấy bà mai điện thoại tới bà hơi ngại nhưng cũng quyết định bắt máy bà mai hỏi tình hình thằng thanh sao rồi bà thanh nó ổn rồi nó cũng dần quen với xe lăn nên không có gì khó khăn cả bà liên này tôi tôi rất thích làm thông gia với bà nhưng bà biết đó nhà tôi hiếm muộn mãi mới sinh được cháu ngọc vậy nên ý bà là sao thì nhà tôi có mình con ngọc tôi không thể để nó lấy một người chồng tàn phế được bà trách tôi cũng được không sao hết nhưng bà làm mẹ chắc bà cũng hiểu nỗi lòng của tôi bà thật quá quắt con tôi tàn nhưng không phế tôi thật lầm khi có người bạn như bà nói xong bà liên bực mình tắt máy bà lại gọi điện thoại cho ngọc một lát sau thì cô ta nghe điện thoại con chào cô ạ à. ngọc à cô thấy mẹ con có ý hủy hôn ước con thấy sao dạ cô thông cảm cho gia đình con giờ anh thanh bị như vậy con cũng buồn lắm nhưng cô à tương lai con không thể sống và chăm sóc với người đi xe lăn suốt đời được vậy nên con mong cô hiểu và thông cảm cho con ạ à. được rồi con không có gì đâu cô nghe mẹ con điện nhưng cô muốn nghe ý kiến của con gia đình con đã quyết như vậy thì hôn ước này hủy bỏ đi nói rồi bà liên tắt máy bà không ngờ gia đình bạn thân mình lại quay lưng trở mặt nhanh đến như vậy tự nhiên bà nhìn lệ đang chăm sóc thanh rồi nhìn cô mía bà lại cảm thấy có lẽ năm đó là bà đã sai lệ giúp thanh tập đi anh cũng bắt đầu đi được hai ba bước đó là một bước tiến triển tốt cô rất vui mừng buổi tối ăn cơm xong cô mía đòi chơi ở phòng bà anh thì ôm máy tính xem báo cáo công việc và điều khiển từ xa. Còn cô thì lại cầm cụi dịch tài liệu. Thành hỏi lệ. Em muốn làm gì thì hãy nói với anh nhé. Hiện tại em chưa muốn làm gì cả. Em chỉ muốn anh khỏe mạnh. Anh sẽ cố gắng chịu khó tập đi hơn. Em có muốn về miền Bắc cùng anh hay không? Anh đi đâu thì em theo đó nhưng em thích ở thành phố này, thích cuộc sống bình yên này. Nếu em thích thành phố này thì chúng ta ở lại đây đi. Ở lại đây thế còn công việc của anh thì sao? Anh sẽ bán hết tất cả tài sản ngoài đó, rồi về đây cuộc sống mới bình yên bên em. Tất cả tiền tài, địa vị, quyền lực cũng chẳng là gì. Nếu như anh không có em bên cạnh, anh sẽ thuê người chăm sóc cô mía và phụ em làm việc nhà. Sau đó em đi học tiếp em cũng tính đến chuyện đi học lại nhưng khi nào chân anh khỏi thì em mới yên tâm quay trở lại đi học được ngọc sau đó hủy bỏ hôn ước quay trở lại cặp kè với duy lần này vợ duy không hiền lành như trước nữa cô ta thuê cả người theo dõi và cầm điện thoại vào khách sạn quay lại việc mình bắt quả tang ngọc và duy ngoại tình rồi tung lên mạng bà liên vô tình xem được những thông tin đó. Bà bây giờ cảm thấy những năm tháng trước kia bà đuổi lệ ra khỏi nhà rồi gán ghép Ngọc cho Thanh, quả là sai lầm. Thanh dần dần đã đứng dậy đi được, chỉ là chưa đi được nhanh. Nhưng anh cũng đã động viên cô đi học trở lại. Thế là Lệ quay trở lại trường học, học nốt 2 năm để lấy được tấm bằng đại học. Cuộc sống của anh và cô cũng ổn định. Bà Liên cũng đã thay đổi thái độ với Lệ Hôm nay tan học về nhà Lại thấy anh đi xe lăn ra đón Thì tôi cười bảo Sao anh không đợi em ở nhà Anh ra ngoài này làm gì cho mệt Thành cười nói Anh nhớ em Và anh muốn đón em Sau đó anh từ từ đứng dậy Khỏi chiếc xe lăn Đi lại như người bình thường Chứ không còn nặng nề như trước Lệ cảm thấy như vậy Không tin vào mắt mình Lệ đã dần thay đổi cách xưng hô với bà Liên cô bắt đầu gọi bà bằng mẹ, lúc đầu có hơi ngượng mồm, nhưng bà nghe cô gọi mẹ thì vui lắm. Học xong đại học, cô vẫn chọn cống hiến cho công ty Vinh. Thật bất ngờ là Vinh và Yến giờ là một đôi. Còn anh Thanh sau đó đã mở công ty ở Sài Gòn. Anh luôn có thói quen tan làm qua đón Lệ. Lệ cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống của mình. Tình yêu của họ từ khi bắt đầu đã không dễ dàng, nhưng rất may họ đã không bỏ lỡ nhau cô không ngờ người chú nhỏ năm xưa mình vô cùng sợ hãi lại làm chồng của mình và ngược lại giờ anh cũng rất sợ cô giận sợ cô rời xa anh và giờ đây lệ đã có một gia đình đúng nghĩa cô mía cũng được sống trong một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc vâng thưa quý vị vậy là câu chuyện cô vợ đào hoa của tác giả phương bi đã khép lại với một kết thúc vô cùng viên mãn có lẽ mối nhân duyên giữa lệ và thanh chính là mối nhân duyên trời định nên dẫu cho họ có lạc đến chân trời góc bể nào thì đến cuối cùng vẫn có thể tìm được nhau và cùng với nhau đi đến hết cuộc đời tú quỳnh xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã đồng hành cùng với quỳnh và theo dõi đến phần cuối của câu chuyện quý khán thính giả đừng quên ủng hộ tú quỳnh bằng cách nhấn like chia sẻ và bấm vào chuông thông báo kênh đọc truyện bụi phố để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất tú quỳnh xin chân thành cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại